Hết xăng. Giờ Di và mấy anh em xin mến chào các chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mấy anh em Di được chủ khu đất này thuê để cưa cây và dọn mớ cây tạp trên cái gò lâu năm này cả nhà. Thì tất cả là của củi hết. Còn mấy cái nhánh trà thì anh em Di sẽ gom dây chính giữa để cho chủ nhà làm gì làm nha. Giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn xem mấy anh em Di. Ah.
Đụng mấy dưới cái cột kìa. Cột gì? Vướng vướng cái cây con lươn. Vướng cái đà. Xuống cắt vô bê tông. Vướng cái đà. Cái cây chỗ đó cắt luôn á, cái cây lươn này đó. Đụng ơi. Ở đây có cái bụi chăm bầu này nó siêu qua cái hàng rào quá trời luôn, với lại toàn là dây leo không. Cắt lên cái đà với ông cắt chui với cái đà chơi động cho sẹt sẹt lên lửa. Giờ thì mấy anh em Di đang nghỉ mệt, rồi uống nước xong rồi sẽ cưa tiếp cả nhà. Gò này lâu năm lắm rồi nha. Đây là cái nền nhà cũ nè. Này mấy anh em Di đem tới 4 cái máy luôn, 4 cái máy cưa luôn, 3 cái máy nhỏ với 1 cái máy lớn. Giờ mấy anh em đang châm xăng vô máy rồi sẽ cưa tiếp nha. Giác nổi không? Cái này là cái máy cưa lớn nè. Máy đó thì để cắt mấy cái gốc cây lớn nha. Cái gốc cây đó cả nhà thấy như vậy á, nhỏ vậy á chứ cứng lắm á nha. Cái này là gốc cây liêm nè. Đây, cái gốc liêm thấy nhỏ vậy chứ cái lỗi nó hết hồn luôn nè. Đó. Còn cái này là gốc chăm bầu. Cưa mấy cái cây ở ngoài trống thì nó nhanh lắm, còn mình mà cưa mấy cái cây mà ở trong lùm cây có gì heo được.
đang kéo vào cây kia thì khó cưa nữa. Rút là mấy cây trúc đó nha. Quá trời dễ leo luôn, nó nhằn khó lâu cực kỳ luôn cả nhà. Trời ơi, cái nhánh này kiến vàng dữ rồi. Lôi lôi ra nó nhánh lên, nhánh lẻ lẻ.
Mấy cái bụi cây mà có dây leo nhiều á, mình cưa xong rồi nó chì lại, nó không có chịu xuống cả nhà. Đó, giờ mà gịch nè, gịch nó chì lại ghê lắm nha.
Thank you.
Giờ thì mấy anh em mình cũng dọn cây sạch sẽ hết rồi nè. Đó, nhiệm vụ của anh em mình đó là chỉ cưa cây xuống thôi. Còn
lại là của chủ nhà nha. Thì thôi giờ mấy anh em mình cũng về nghỉ. Nếu cả nhà xem thấy hay và có quan tâm thì hãy ủng hộ và đón xem những clip mới nhất của anh em mình. Anh em tụi mình xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà xem clip được vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau.